Dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số Việt Nam đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức, mức độ khác nhau, gây ra nhiều nguy cơ mất mát cho người dùng. Thống kê trên được đưa ra trong báo cáo của Bộ Công an gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy tình trạng rò rỉ thông tin cá nhân trên không gian mạng ngày càng phức tạp. Trong báo cáo mới đây vừa được Bộ Công an chia sẻ, chỉ trong 2 năm từ năm 2019 đến năm 2020, đơn vị này phát hiện hàng trăm cá nhân, tổ chức liên quan đến bán dữ liệu cá nhân. Một số đường dây chiếm đoạt, mua bán dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam đã bị phát hiện, đấu tranh, xử lý. Số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300 GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ, nhạy cảm. Ngoài dữ liệu về người dùng điện thoại là thông tin khách hàng tại các dự án bất động sản trên toàn quốc, khách hàng điện máy, khách hàng đầu tư tài chính, chứng khoán. Trong quá trình thu thập tài liệu thì chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều các cái tài khoản, các cái cá nhân lên không gian mạng để giao mua dữ liệu một cách công khai. Và trong quá trình đấu tranh trong chuyên án thì chúng tôi đã thu thập được nhiều tài liệu, phát hiện nhiều giao dịch và cũng như là làm rõ một số cá nhân có liên quan trong việc mua dữ liệu. Theo thông tin từ Bộ Công an, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Việt Nam thiếu quy định pháp luật về bảo vệ thông tin dữ liệu, dẫn đến các tổ chức doanh nghiệp mua bán dữ liệu khá công khai trên mạng. Ngoài ra, cũng do người dùng chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Thì trước nhất là mọi người phải tự tạo cho mình một cái thói quen chủ động bảo mật thông tin, không tiết lộ thông tin của mình quá nhiều trên mạng xã hội hay là bất kỳ một trang web, một trang thương mại điện tử nào. Chỉ những cái dịch vụ mà mình tin tưởng thì bạn mới nhập vào. Và thêm những cái nữa là các bạn hạn chế sử dụng những cái ứng dụng mà dạng vay tiền hay là những cái ứng dụng mà tài chính. Hiện, Bộ Công an đang tham mưu Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị chủ trương ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, coi đây là giải pháp then chốt để phòng ngừa, đấu tranh với thực trạng buôn bán, xử lý dữ liệu cá nhân tràn lan như hiện nay.